các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Câu 26. Hỏi: Tinh thần Osawa là tinh thần phê phán, và trong một buổi thuyết giảng, tiên sinh khuyên môn đệ phải mài dũa trí phán đoán của mình hàng ngày trong khi đọc báo chí. Phải độc lập, đừng lệ thuộc vào một quyền thế nào. Nay trong tạp chí Le Bon, Hoàng Phong Dịch, bài phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma được đăng tải trên tập 5 Đạo Phật ngày nay. Tháng 1 đến tháng 2 năm 2011, có câu hỏi sau đây. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nhất định là có, trong khi tất cả mọi lĩnh vực, nhưng không bao giờ tôi nghi ngờ bản chất vững chắc của Phật giáo như tứ diệu đế, bất bạo động, lòng từ bi. Trái lại, tôi không dám chắc lắm là có đến 10.000 vị Phật. Ngài cười thật to như sấm vang. Nếu có thể, xin ông cho chúng tôi biết ngài Phật sống mà nghi ngờ điều ấy, thì chúng ta chắc là phải nghi ngờ đến bội phần. Đáp: Đúng như ông nói, Osawa không ngần ngại phê phán, và tiên sinh phê phán có chứng cứ đầy thuyết phục, chứ không bừa bãi để tự làm nổi bật tư thế cá nhân. Ngay cả một nền văn minh sáng lạng ngày nay cũng bị phê phán trong bộ đối thoại tại Pháp, và chúng ta đọc sẽ thấy rất thú vị và chính xác. Chính cái phê phán này mới làm nổi bật ánh sáng chân lý. Tôi thì cũng như mọi người, lúc nào cũng kính trọng những bậc tu hành, huống hồ bậc ấy được vang danh là Phật sống trong truyền thống của Tây Tạng. Thế nhưng câu trả lời trên của ông, chúng tôi cảm thấy hụt hẫng và nhận thấy rằng nên đặt ngài vào vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng hơn là tôn xưng quá đáng Phật sống. Danh hiệu Phật nên dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Nói như thế không phải là không có chúng sinh thành Phật và những từ hằng hà sa số chư Phật trong kinh. Chúng ta không nên hiểu đó là những cá nhân siêu việt thành tựu đạo Bồ Đề, có đầy đủ tướng hảo như Thái tử Tất Đạt Đa trong quá khứ, hơn 2.500 năm qua tại xứ Ấn. Vì sao? Chúng ta ắt biết là Đức Phật ra đời là để chỉ dẫn chúng sinh cho họ thành tựu đạo nghiệp hạnh phúc như mình, nghĩa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho họ theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Cuối cùng đúng 80 tuổi, ngài thị hiện nhập Niết Bàn. Điều này chứng tỏ ngài biết rằng công việc của ngài đã viên mãn, và thực tế là vào thời ngài, các đệ tử đã thành đạo và trải qua mấy ngàn năm nay. Chúng ta cũng biết có rất nhiều người thành tựu đạo nghiệp như vậy. Xem lịch sử Phật giáo của các xứ Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam thì biết. Nhưng đâu phải các ngài ấy đều mang hình tướng như ông Phật lịch sử. Không biết sao người ta cứ nghĩ rằng phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của người tu hành mới là Phật. Bởi một lẽ nữa là Chuyển Luân Thánh Vương cũng có ngần ấy tướng tốt, nhưng không phải là Phật. Và một khi xây tháp phụng thờ thì địa vị vua này đứng sau thánh vị của đệ tử Phật. Chính cái tâm giác ngộ mới là Phật, chứ hình tướng tốt xấu tuy cũng phần nào quan trọng đấy, nhưng đều nằm trong lẽ vô thường sinh diệt. Tham luyến làm gì cho mất công. Rồi khi trình độ tâm linh mở rộng trong sáng và giác ngộ, thì các tâm linh ấy rất kính trọng chúng sinh. Điển hình trong Kinh Pháp Hoa: Phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Ngài thường bất khinh, lúc nào cũng tỏ ra kính trọng mọi người, và bảo rằng không dám khinh các người, vì các người sẽ thành Phật. Trong tâm trạng của một người đang hành đạo mà ngài nhìn thế gian đầy vẻ hồng tươi, kính trọng chúng sinh như những vị Phật sẽ thành hay đang thành như nhau. Và như vậy ta thấy tâm ngài đang sống trong một thế giới không phải 10.000 vị Phật, mà là vô lượng vị Phật hay hằng hà sa số chư Phật. Tại sao chúng ta kính trọng một ông vua mà khinh thường biết bao vị thái tử sắp lên kế vị ngai vàng của cha? Tại sao ngài thường bất khinh có cái tâm trạng khác người như thế? Đó là bởi khi ngài đi vào đời sống tâm linh, thì cái tâm phân biệt thô thiển của chúng sinh trong tâm không còn nữa, mà xuất hiện cái tự tánh vô phân biệt, không còn dính chặt vào các đối tượng nhận thức, nên một thế giới huyền diệu hiện tiền.
Phật trong kinh Lăng Nghiêm cũng ban pháp như sau: Nhược ly tiền trần hữu phân biệt, tánh tức thị nhữ tâm. Nếu rời bỏ những gì mắt thấy tai nghe mà dậy lên hiểu biết, thì đấy là cái tâm chân thật của ngươi. Thế thì chúng ta đừng nặng phân biệt ngoại cảnh, chỉ chú trọng nhiều về nó mà không hết sức mình vào việc tu thân. Bậc thầy thực dưỡng Osawa của chúng ta thời đại ngày nay, ai cũng thấy đấy là một con người lỗi lạc. Thế mà tiên sinh lập ra một trung tâm nghiên cứu đặt tên là Ignoramus, ngu dốt. Và khi đi giảng khắp nơi, tiên sinh cũng nói là để học hỏi. Mà nói học hỏi, đó là ngụ ý công nhận chúng sinh là thầy của mình, đâu phải không có lòng kính trọng. Rồi tiên sinh còn bảo chúng ta hãy từ khước mọi dục vọng trần gian, hãy đi vào lòng vô hạn để nhận rõ ra các bạn là thượng đế đội lốt con người. Đấy đấy, chúng sinh là thượng đế, dấu hình mà chúng sinh thì ai cũng biết là hằng hà sa số, sao ta không vô cùng kính trọng. Và nhiều người trong chúng ta ai cũng biết Phật giáo khuyên chúng ta hãy phụng dưỡng cha mẹ, vì đấy cũng chính là các vị Phật ở thế gian. Rồi chúng ta chắc cũng có nghe một vị tổ nào đó quở đệ tử bất hiếu của mình rằng Phật trong nhà không thờ, lại thờ Thích Ca ngoài đường. Ở đời ai mà không có cha mẹ, thế thì Phật xuất hiện ở thế gian vô lượng đấy chứ. Cho nếu Phật cứ xuất hiện dưới hình tướng Phật thì chúng sinh càng khổ sở trăm đường. Vì sao? Bởi họ sẽ chạy theo quỳ lại, cầu nọ cầu kia, chẳng chịu tu hành. Người ta sẽ đạp lớn lên nhau, gây chết chóc, gây biết bao bất an cho xã hội. Điều này chỉ nghĩ sơ thôi, ai cũng thấy hiện thực sẽ rất kinh hoàng. Phật là đấng đại giác, đúng thời mới xuất hiện ở thế gian một vị điển hình, toàn hảo, đức tướng, để làm khuôn vàng thước ngọc muôn đời cho chúng sinh. Chúng ta hãy nhìn Phật qua một nhãn quan thật hơn. Trong sử thiền có nhiều bậc chân tu, bất chợt nhìn một chiếc lá rơi, thấy một cánh hoa, hàm tiếu, hay nghe một tiếng trống cầm canh, bỗng ngộ lẽ vô sanh. Vậy đấy, không phải là các vị Phật xuất hiện để điểm hóa cho chúng ta khi đúng thời sao? Chỉ vì chúng ta chấp nhặt hình tướng nên mới ra nông nổi và cảm thấy bất hạnh côi cút trong cõi vô thường. Đọc sách Osawa, chắc ai cũng biết rằng Thượng Đế hay Phật là những từ tiên sinh ít muốn dùng vì chỉ thích hợp với các thời đại trước, mà chọn các từ trí phán đoán tối cao để chỉ thực thể ấy. Nếu chúng ta không nhận thấy trí phán đoán này vốn tiềm ẩn trong mỗi con người của chúng ta, thì tiên sinh bảo rằng bạn không có trí phán đoán tối cao ư? Nếu bạn không có thì trái tim, cái bao tử của bạn có đấy. Chính vì thế mà nó vận hành không cần đến bạn điều khiển, không cần đến ý niệm hay tư tưởng của bạn kiểm soát. Hệ thần kinh đối giao cảm và trực giao cảm hợp tác với nhau mà không cần đến cái trí phán đoán của chúng ta. Đó là trí phán đoán tối cao. Bạn không có trí phán đoán tối cao như một con người sinh động, nhưng mỗi một tế bào trong 8.000 tỷ tế bào của bạn có đấy. Chính vì thế mà chúng ăn, chúng bài tiết và lớn lên, tự phân chia và sinh sản ra các tế bào khác. Đối thoại giữa Osawa và môn đệ tại Pháp. Thế thì chúng ta thấy cái kiến giải của tiên sinh về Phật, về Thượng Đế đâu nằm ở cá nhân mà nằm ở mọi hiện tượng thế gian. Và chúng ta không lấy làm lạ khi Thái tử Tất Đạt Đa thành tựu Đại Bồ Đề, thì điều ngài ngạc nhiên trước hết là thấy chúng sinh đều có Như Lai đức tướng, hình tướng Phật. Vậy nếu chúng ta không thấy tướng giác ngộ của chúng sinh, thì tức là tâm chúng ta chưa được sáng tỏ. Bây giờ chúng ta hãy nương vào sức giác ngộ của các bậc thánh hiền mà đừng khi dễ chúng sinh, khi dễ vạn vật. Mà sao như thế nhỉ? Bởi một lẽ nữa là không nhờ họ thì một mình ta sống làm sao đây? Chúng ta chắc từng nghe thiên hạ nói, tâm chánh mà nói tà thì tà cũng thành chánh. Tâm tà nói chánh thì chánh cũng thành tà. Trong kinh Viên Giác, Phật cũng dạy: Này thiện nam,
Các Bồ Tát và chúng sinh đời sau khi diệt hết các ảnh tượng vọng huyễn, rồi thì tánh viên giác thanh tịnh hiện ra khắp cả vô biên hư không, không có ngần mé và phương hướng. Này thiện nam, vì tánh viên giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra nên tâm thanh tịnh, do tâm thanh tịnh nên sáu thức thanh tịnh, do sáu thức thanh tịnh nên sáu căn thanh tịnh, do sáu căn thanh tịnh nên sáu trần thanh tịnh, do sáu trần thanh tịnh nên bốn đại, 12 xứ, 18 giới và 25 loài đều thanh tịnh. Kinh Viên Giác, phẩm Phật trả lời cho Ngài Phổ Nhãn, Thích Thiện Hoa dịch. Xem đấy thì thấy, khi thầy tu thành tựu đạo nghiệp nơi tự thân, thì tự nhiên thế gian dưới mắt người ấy bỗng chuyển khác đi và trở thành tươi đẹp và huyền diệu. Osawa cũng nói các bạn hãy áp dụng phương pháp trường sinh ít nhất một năm đi, rồi các bạn sẽ thấy, nghĩa là cũng những ảnh tượng ấy, nhưng chúng tự nhiên chuyển đổi thành một sắc thái mới mẻ hơn, sinh động hơn và làm chúng ta thấy cuộc đời rất hạnh phúc, rất trọn vẹn. Thành thử việc tu thân là vấn đề trọng đại trước hết của người phương Đông, trước khi đi giáo hóa. Osawa đã thành tựu trí giác đó trước khi đi truyền giáo lý của một nền triết học cổ của Đông Phương, nên tiên sinh vô cùng tự tại ở các xứ Tây Phương, không như một số ít đệ tử của người sau này lo bình thiên hạ trước khi tu thân. Nhưng thiên hạ dễ giàu gì bình, đã bạo bệnh không chữa được mà không tự hối lại tự bao che. Để kết luận, theo những dẫn chứng trên, nếu không thấy hằng hà sa số chư Phật, huống hồ chỉ 10.000, thì chúng ta nên tự trách, đừng vội cười như sấm vang giống Ngài Đạt Lai Lạt Ma trên. Hãy tu thân cho rốt ráo đi, hãy ăn uống theo phương pháp thực dưỡng cho nghiêm túc đi. Rồi như Osawa đã nói, với thời gian chín muồi, chúng ta sẽ thấy. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,